Cô chào tất cả các con học sinh yêu quý. Hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các con trong tiết học môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống qua bài 67 Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu. Ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ được thực hành thu thập, phân loại, ghi chép, kiểm đếm được một số đối tượng thống kê trong trường lớp các con hãy chuẩn bị những dụng cụ học tập như thường lệ và mở đúng trang sách giáo khoa ngày hôm nay chúng ta sẽ học nhé. Đầu tiên, để giúp các con ôn tập củng cố lại kiến thức về thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu. Cô trò chúng mình sẽ cùng khởi động. Hàng ngày sau giờ học, các con thường làm những công việc gì? Cô trò chúng mình hãy cùng ghé thăm nhà Mai xem bạn ấy ở nhà thường làm những công việc gì nhé đây là cảnh trước sân nhà của mai đấy con hãy vận dụng những kiến thức về thu thập phân loại kiểm đếm số liệu và ghi lại những đối tượng mà mình nhìn thấy nhé chúng mình thấy nhà mai đã nuôi rất nhiều gà đúng không các con dễ dàng chúng ta phân loại được đàn gà này có gà trống gà mái và gà con bây giờ các con hãy cùng cô kiểm đếm số lượng mỗi loại nhé đầu tiên hãy kiểm đếm số lượng gà trống cho cô nào vậy là gà trống có ba con tiếp theo hãy kiểm đếm số lượng gà mái nhé các con và gà mái có bốn con cuối cùng hãy xem số gà con có bao nhiêu con nhé gà con có 8 con. Bây giờ cô đố con biết nhà Mai có tất cả bao nhiêu con gà đấy. Muốn biết có tất cả bao nhiêu con gà, chúng mình sẽ lấy số gà trống cộng số gà mái cộng số gà con, tức là lấy 3 cộng 4 cộng 8, được kết quả bằng 15. Như vậy, nhà bạn Mai có tất cả 15 con gà. Các con có thực hành kiểm đếm đúng như vậy không? Cô khen tất cả các bạn đã thực hành đúng nhé. Việc phân loại, kiểm đếm sẽ giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống thực tế đấy các con. Chẳng hạn, kiểm đếm được số gà mỗi loại sẽ giúp mai chuẩn bị được lượng thức ăn phù hợp cho đàn gà đấy tiếp theo cô trò chúng mình hãy cùng vào bếp với mai nhé mai my cùng mẹ đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình chúng mình thấy có rất nhiều thức ăn và các đồ vật phải không nào và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phân loại và kiểm đếm một số sự vật cho trước như sau nhé đó là cà chua, trứng, dưa leo, củ tỏi, cá và hộp gia vị. Nào, các con hãy tiến hành kiểm đếm số lượng mỗi loại nhé. Đầu tiên, con hãy đếm số lượng cà chua cho cô nào. À, chúng mình thấy có 5 quả cà chua. Có bao nhiêu quả trứng? Có 10 quả trứng đấy các con. Có bao nhiêu quả dưa leo? Chúng mình thấy có 3 quả dưa leo trên bàn. Có mấy củ tỏi nhỉ? chính xác là có ba củ tỏi thế có mấy con cá à có hai con cá nhé vậy có mấy hộp gia vị ồ có hai hộp gia vị đấy các con nhìn thấy không Sau khi kiểm đếm, chúng mình thấy có 5 quả cà chua, 10 quả trứng, 3 quả dưa leo, 3 củ tỏi, 2 con cá và 2 hộp gia vị. Như vậy là chúng ta cũng đã rất nhanh phân loại, kiểm đếm được một số sự vật cho trước. Rồi căn phòng này, chúng mình hãy cùng đến phòng học của Mai xem trong phòng học của Mai có các loại đồ vật gì nhé. Bài 2 quan sát lớp học của mai đếm và ghi lại số lượng mỗi loại đồ vật mời các con hãy quan sát tranh kiểm đếm xem trong phòng học của mai có bao nhiêu cái bàn bao nhiêu cái ghế bao nhiêu cửa ra vào mấy bảng lớp mấy cửa sổ và mấy đồng hồ Chúng mình thấy trong phòng học của Mai có tất cả 5 cái bàn bao gồm 4 cái bàn học sinh và một cái bàn của giáo viên. Và trong phòng có 5 cái ghế gồm 4 cái ghế của học sinh và một cái ghế của giáo viên. Một cửa ra vào, một bảng lớp, một cửa sổ và một đồng hồ các con có thực hành kiểm đếm được số lượng đúng như vậy không cô khen tất cả các bạn đã thực hiện đúng nhé các con thân mến chúng ta vừa thực hành kiểm đếm được một số loại đồ vật ở trong phòng học của mai thế cô muốn các con hãy thực hành kiểm đếm những đồ vật này ở trong phòng học của chính các con đấy con có làm được không? Hãy thực hiện và chia sẻ kết quả với mẹ, ba, thầy cô của các con nha. Và có bao giờ con tự đặt câu hỏi là trong tuần con học được bao nhiêu tiết toán, bao nhiêu tiết tiếng Việt chưa? Sau đây, mời các con hãy cùng tìm hiểu thời khóa biểu của bạn Mai nhé. Bài 3. Xem thời khóa biểu của lớp Mai và cho biết trong tuần có bao nhiêu tiết toán tiếng việt hoạt động trải nghiệm sau đây cô mời các con hãy cùng xem thời khóa biểu của bạn mai nhé con hãy quan sát thời khóa biểu của mai và tiến hành kiểm đếm nào con xem có bao nhiêu tiết toán Trong tuần môn toán có 5 tiết. Môn tiếng Việt có bao nhiêu tiết thế các con? Môn tiếng Việt có 10 tiết. Còn môn hoạt động trải nghiệm có bao nhiêu tiết thế? Trong tuần, môn hoạt động trải nghiệm có 3 tiết. Thế trong các môn Toán, Tiếng Việt và hoạt động trải nghiệm, môn nào có nhiều tiết học nhất? A. Toán, B. Tiếng Việt hay C. hoạt động trải nghiệm? Quan sát bảng chúng mình thấy, môn Tiếng Việt có nhiều tiết học nhất. Chúng mình chọn câu trả lời là B nhé. Vậy môn nào có ít tiết học nhất? A toán, B tiếng Việt, C hoạt động trải nghiệm. Câu trả lời chính xác là C, hoạt động trải nghiệm. Vậy ở bài tập 3 này, chúng ta đã tìm hiểu thời lượng mỗi môn học được yêu cầu trên thời khóa biểu của bạn Mai. Sau khi học xong bài này, con hãy thực hành xem thời khóa biểu của lớp mình và thực hiện các yêu cầu như trên nhé. Tiếp theo, cô trò chúng mình hãy cùng tìm hiểu nội dung bài tập 4 nào. Bài 4, số. Hỏi các bạn trong tổ em rồi cho biết. A. À, có bao nhiêu bạn thích trời nắng? Bao nhiêu bạn thích trời mưa? Bao nhiêu bạn thích trời nhiều mây? và ở câu b chúng ta hãy thực hành hỏi kiểm đếm lại xem có bao nhiêu bạn thích màu đỏ bao nhiêu bạn thích màu vàng và bao nhiêu bạn thích màu xanh nhé ở bài tập này các con hãy vận dụng những kiến thức sự hiểu biết của mình về thu thập phân loại kiểm đếm số liệu để hoàn thành yêu cầu bài tập nhé nhớ chia sẻ lại kết quả mà chúng mình đã kiểm đếm được nghe các con ở tiết học này cô đã hướng dẫn các con thực hành thu thập phân loại kiểm đếm được một số đối tượng thống kê trong lớp các con hãy thực hành kiểm đếm các đồ vật ở trong nhà trong lớp của mình và chia sẻ với ba mẹ thầy cô các con nhé để đạt được kết quả học tập như mong muốn con hãy nỗ lực hết sức cho các bài ôn tập cuối năm trong những tiết học sau nha chúc các con đạt kết quả tốt và tiết học của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi cô mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con